Trước hết thì cảm niệm công đức quý Phật tử ngày hôm qua mà đi bộ đó. Thì để chờ coi là kết quả nó như thế nào là công đức của quý vị đó. Để giúp cho những người đồng hương của quê hương Việt Nam chúng ta, những người còn khó khăn, chúng ta có chút được duyên lành, chúng ta có được phước duyên, chúng ta ở được những nơi yên ổn như vậy, thì chúng ta đó là một cái phước. Mà phước mà quý vị không tu thì nó làm sao quý vị? Nó hết, mình hưởng không là nó hết. Quý vị nhớ cái câu là người ta thường nói cái câu là quý vị tận hưởng, có quyền tận hưởng nhưng mà đừng hưởng tận. Quý vị có hay nhớ cái câu đó không? Quý vị hay nhắc cái câu đó là mình có quyền được tận hưởng nhưng mà đừng hưởng tận. Mình hưởng tận là không còn phước nữa. Đó, đừng cố quá thành quá cố. Quý vị làm gì mệt mệt thì ráng nghỉ đi, đừng có cố quá. Tại vì cố quá không khéo thành quá cố. Thì hôm nay là chúng ta sẽ học pháp cú thứ 79. Ủa, 80. Pháp cú 80. Quý vị, pháp cú này là nói về một vị thời Phật Ca Diếp đó quý vị. Thời Phật Ca Diếp thì có 2.000 đồ chúng tỳ kheo, 20.000 đồ chúng tỳ kheo. Thì lúc bấy giờ khi mà Đức Phật dẫn các chúng tỳ kheo đi đến nhà một đại thí chủ để nhận sự cúng dường, thì Ngài Ca Diếp mới giảng pháp. Quý vị nghe cái ý này để mình hiểu là mình như thế nào. Thì sau khi mà thọ thực xong, Ngài Ca Diếp mới thuyết pháp. Ngài mới nói rằng với những người tự mình bố thí nhưng không khuyên người khác bố thí thì được cái phước giàu sang, nhưng mà không có gia nhân, tức là không có người hầu. Cho nên quý vị nói số tôi sao khổ, làm gì cũng tự làm hết, không có ai hết. Thì mình biết rằng mình cũng đã từng có bố thí, mình có tiền của, nhưng mình không khuyên người khác bố thí, cho nên là không có gia nhân. Rồi Ngài mới nói tiếp là nếu người nào tự mình không bố thí nhưng mà khuyên người khác bố thí, tiền của túi mình thì không dám bỏ ra nhưng mà kêu người khác thì được, thì người đó không có giàu nhưng mà có gia nhân. Quý vị thấy có những người vẫn có người hầu người giúp vậy, nhưng mà của tiền không có. Rồi Ngài nói tiếp, người nào tự mình không bố thí mà còn không khuyên người khác bố thí nữa thì như vậy đã nghèo rồi mà còn không có ai bên cạnh hết, không có người nào bên cạnh hết, cuộc đời cô độc khổ đau. Thì ít nhất quý vị ngồi đây cũng có người ngồi bên, thì chứng tỏ thì mình cũng có chút bố thí chứ không phải là mình tệ. Thì Ngài mới nói tiếp, người nào vừa bố thí mà vừa khuyên người khác bố thí nữa. Ví dụ quý vị nói ngày mai có đi bộ này, từ thiện này, tự mình đi, mình kêu người khác đi nữa là mình vừa được có phước, mà mình kêu người khác nữa là mình được giàu. Rồi làm gì có người hầu người giúp đỡ, làm cái gì cũng có gia nhân cái bên hết. Là cái đó Đức Phật nói nha quý vị, trong kinh điển Đức Phật nói. Thì sau khi Ngài nói như vậy thì thật ra đến bản thân chúng Hiếu khi mà đọc cái này mình cũng giật mình. Mình nhiều người cứ than nó tại sao mà số tôi có tiền của nhiều mà cô độc. Là tại vì mình chỉ tự biết bố thí thôi nhưng mình không khuyên người khác. Cho nên dù mình sống trong đống tiền nhưng mà sống cô độc cô đơn, không có ai hết. Cho nên quý vị ráng hú người khác, tu hú người khác làm thiện. Gọi là tu hú đó. Đó đó, mình hú thêm được người khác nữa, chở người khác đi nữa, thì cái đó là quý vị vừa có được cả hai. Còn mà mới một mình tự mình không là chấm một phần thôi. Thì sau khi mà nghe Đức Phật giảng như vậy thì có một vị thí chủ ở trong hội chúng nghe pháp á, mới về tự mình phát nguyện thỉnh Đức Phật tới nhà cúng dường. Và hôm đó ông về, ông đi nguyên một làng, ông kêu gọi một gia đình tài trợ cúng dường 5 vị, 10 vị, 500 vị, 100 vị, tùy sức của mỗi gia đình. Thì có một gia đình đó, hai vợ chồng rất là nghèo, nghèo đến nỗi mà người ta gọi là ông Hoàng nghèo, nghèo quá đó. Thì ông mới đến, ông khuyên là ông nên bố thí đi, nên cúng dường một vị tỳ kheo cũng được. Thì ông này nói rằng bản thân tôi còn không có ăn lấy gì bố thí. Thì lúc đó thì ông mới giải thích thêm, ông nói với gia đình ông Hoàng nghèo rồi đó, nói là ông thấy rằng bản thân ông tại sao nghèo, mà người kế bên tại sao họ giàu, là tại do ông không biết bố thí. Vậy thì tại sao đây là một cái cơ hội mà ông không làm?
Thì lúc đó hai vợ chồng mới ngộ ra, mới hiểu là mình nghèo là tại vì như vậy. Cuối cùng hai vợ chồng đi làm mướn, xin đi làm mướn và có được một số tiền về cúng dường. Mà quý vị biết, khi mà cái ông mà đi kêu gọi của bố thí đó, ai mà ví dụ tôi tài trợ cúng 3 tỳ kheo, 5 tỳ kheo, 10 tỳ kheo thì ông viết trên một cái lá bối. Còn ông này á, có một cúng có 1 tỳ kheo thôi, thì ông này nói chắc không chắc, mà có 1 vị thôi không cần viết. Cuối cùng tới ngày cúng dường, ông này không có danh sách, đã chuẩn bị nấu thức ăn hết rồi mà không có danh sách. Thì lúc bây giờ cuối cùng ông mới nghĩ rằng cách bây giờ chỉ còn Đức Phật. Đức Phật là không nằm trong cái danh sách đó. Cho nên là tới đem bình bát tới thỉnh Đức Phật. Mà có bao nhiêu người muốn tới cúng dường Đức Phật mà không được. Nhưng mà cái gia đình ông Hoàng nghèo này tới thì Đức Phật chấp nhận đưa cái bát của mình cho cúng dường. Thì nhờ cái phước báu mà cúng dường Đức Phật, quý vị biết là cái ngày sau, cái ngày mà cúng dường Đức Phật thì nhà ông tự nhiên có những cái của báu nó rơi xuống trong nhà rất là đầy, và ông trở nên giàu có. Cái phước hiện tiền luôn quý vị. Ông trở nên giàu có. Và sau khi ông xây nhà xây cửa, và thời gian sau khi già ông chết, sanh vào một gia đình hưởng ở phước ở cõi trời rồi. Và sanh vào một gia đình, sau khi hưởng phước cõi trời, sanh vào một gia đình giàu có. Gia đình đó là đại thí chủ thân cận với trưởng lão Xá Lợi Phất. Và sanh ra một đứa con trai quý vị. Mà khi mà bà mang thai á, là tự nhiên trong lòng cứ muốn cúng dường. Khi mà mang thai cái đứa bé đó là tiền kiếp, đó là đâu quý vị mà ông Hoàng nghèo đó quý vị. Trong lòng cứ muốn thỉnh Phật chư tăng để cúng dường, và bà đã làm rất là nhiều. Bà sinh đứa bé ra, ai mà ví dụ khó khăn khó chịu hay là cái gì đó mà gặp đứa bé này tự nhiên được tốt đẹp hết, nhờ cái công đức quá lớn được cúng dường Đức Phật. Thì sau đó đứa bé này 7 tuổi nó đã xin cha mẹ đi xuất gia. Là quý vị biết cha mẹ cũng đồng ý, tại vì là người Phật tử mà, là người tín ngưỡng đạo Phật. Khi mà đến cho ngài Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia, thì một hôm ngài Xá Lợi Phất mới dẫn chú Sa Di này đi khất thực á. Đi khất thực thì thấy một người tự nhiên có một cái kênh mà nước nó dẫn ra ruộng. Khi mà nước nó dẫn ra ruộng thì chú Sa Di mới hỏi rằng: bạch thầy, nước này làm sao mới ra được ở ruộng này? Tự nước nó đến hay là tại sao? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng: cái này là do con người, nước nó không tự chảy ra ruộng này được, mà con người làm cái rãnh, làm cái mương để dẫn nước này ra ở ruộng, để cho nước ra lúa tốt đẹp. Thì lúc đó chú Sa Di mới nhỏ, còn 7 tuổi thôi, mà có cái tư tưởng nói rằng: vậy thì nước nó vô tư mà con người mình điều khiển được, thì tại sao con người không tự điều khiển cái tâm của mình để được chứng quả giải thoát? Thì lúc đó thầy mới giật mình, ngài Xá Lợi Phất mới nói: một đứa bé mà có tư tưởng quá quá là siêu phàm. Thì đi một hồi nữa, thấy một người đang hơ cái mũi tên đó quý vị, để bẻ cong cái cung á, làm cái cung bắn á. Thì thầy chú tiểu cũng hỏi, thì Xá Lợi Phất cũng giải thích là cái cây tự nó không có thể thành cái cung tên được, mà do con người mình uống nó mới thành cái cung tên. Thì lúc đó chú Sa Di cũng nói rằng là: vậy thì tại sao con người mình làm được cái cung tên, thì tại sao không tự điều cái tâm mình để được chứng quả giải thoát? Lần thứ ba, vị Sa Di này thấy nữa, thấy một người đang đục một cái gỗ để làm một bánh xe. Quý vị, người Ấn Độ ngày xưa là hay đi xe bò đó quý vị, cho nên làm bánh xe gỗ. Thì chú Sa Di cũng thắc mắc, cũng thầy cũng giải thích như vậy, thì chú cũng nói rằng: con người tự mình điều được cái bánh xe, làm được cái bánh xe, tự khắc gỗ làm được bánh xe, thì vậy tại sao không điều cái tâm mình để được giải thoát? Thì lúc đó chú Sa Di mới thưa với thầy: con muốn đi về, con không có đi tiếp tục khất thực nữa, con cũng muốn đi về. Thì thầy hiểu được là chú Sa Di này chắc chắn sẽ chứng ngộ, cho nên đưa chìa khóa cho về, mở cửa thất đi vào. Quý vị biết khi vị này vào ngồi thiền trong thất á, trời đế thích biết được, cho nên là chặn mặt trời lại, không cho đi, không cho chạy nữa. Chặn mặt trăng lại, không cho mọc lên ban đêm. Chặn mặt trời lại, không cho lặn. Rồi cho tứ thiên vương hầu xung quanh cái thất. Rồi chim thì ngăn không cho hót. Chỉ có lá rơi thôi. Và chỉ cần trong một vài giây phút ngắn, vị này quán chứng được tam quả, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm.
và sắp tới giờ để chứng quả A-la-hán thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất cũng nhận thực phẩm để đem về. Thì Đức Phật biết được Ngài mới tới cảng. Ngài giả bộ tới hỏi Xá Lợi Phất chuyện này chuyện kia để đừng vào trong thiền thất cản trở cái sự chứng ngộ của chú Sa Di. Thì sau khi Đức Phật biết chú đã chứng quả A-la-hán rồi thì Đức Phật mới cho vào, đem thức ăn vào. Thì lúc đó là quý vị biết là khi mà chứng quả rồi, vị này chú Sa Di ra thọ nhận thức ăn á, thì lúc bây giờ mặt trời mới lặn xuống, trời tự nhiên tối hẳn, rồi mặt trăng hiện lên. Thì lúc đó mọi người chư tỳ kheo mới ngạc nhiên nói: ngày nay mặt trời lặn quá trễ, tới giờ này mà mặt trời mới lặn tức là quá lâu. Thì lúc đó Đức Phật mới nói nguyên nhân á, nguyên nhân là do cái duyên công đức tu tập của vị Sa Di này, nhờ tiền kiếp từng bố thí cúng dường, nhờ cái phước tu tập ngày hôm nay, cho nên Đức Phật mới nói pháp cú thứ 80. Cho nên nhiều khi quý vị đọc vô cái câu 80, tự nhiên Đức Phật dạy: người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Là tại sao Ngài mới nói pháp cú này? Nhiều khi mình đi các chùa mình thấy kêu pháp cú rất là nhiều, thì Ngài nói pháp cú này là do chú Sa Di thấy ba điều: nước, cung tên và gỗ. Thì chú Sa Di mới nương ba cái pháp này để chứng ngộ, để tu chứng ngộ. Mà mình nhiều khi mình đi mình thấy cảnh nghèo, quý vị thấy không? Tự nhiên trong lòng mình khởi lên một cái tâm từ bi, cái từ đó mình về mình không dám hô phung phí nữa. Cái đó là quý vị cũng đã chứng ngộ một chút rồi đó. Quý vị đi ra đường thấy ai khổ quá, hôm đó quý vị định lấy cái tiền đó đi chơi, đi nhảy nhót với bạn bè, tự nhiên thấy người khổ quá, quý vị sực nhớ lại, nó tại sao mình phải đi nhảy nhót chơi bời trong khi người khác khổ quá, tự nhiên quý vị ngưng lại, quý vị không làm nữa, mình lấy cái tiền đó bố thí. Thì giống như chú Sa Di này, quý vị thấy ba cái điều đó tự động là về để quán, để chứng ngộ. Thì đó là một cái duyên mà để Ngài nói pháp cú này. Câu cuối cùng Ngài kết là: những người cung tên thì uống mũi tên, những người làm bánh xe thì lo đục đẽo, những người trị thủy thì lo dẫn nước, còn người trí thì lo nhiếp phục tự thân mình. Tức là ai mà nhiếp phục được tự thân đó là người trí. Cho nên kể quý vị một cái ý này để mình thấy là mình nhiếp phục bằng cách nào, mình cách nào để mình luôn nhiếp phục, để mình là kẻ trí. Là có một cái quán ăn đó, hôm đó đang cái bàn, những người khách đang ngồi ăn trong cái bàn, có một con bò hung á quý vị, nó bay được á, tự nhiên nó bay vào, nó đậu trên vai của một người khách thứ nhất. Vị đó sợ quá, nhảy lên lắc lư mà la lên, thì con bò hung đó nó bay qua người thứ hai. Rồi người thứ hai làm gì nữa quý vị? Cũng la làng lên, rồi nhảy nhót sùm la lên. Thì nó con bộ hung nó nhảy tiếp qua người thứ ba, là lúc đó nguyên cái bàn đó nó rộn lên luôn và ồn náo cả một cái tiệm. Thì lúc đó cái người bồi bàn đó, cái người mà phục vụ trong tiệm đó, mới bình tĩnh đi ra. Vừa đi ra thì con bộ hung đó nó cũng bay qua cái vai của cái người phụ việc ở, người bồi bàn ở đó. Thì vị đó cái vị biết rất là bình tĩnh, từ từ, không la không hét như những người đó nữa, mà từ từ đi ra khỏi cửa. Khi mà ra khỏi cửa rồi á, thì vị này chạm cái tay, chỉ cần đụng nhẹ và cái con bồ hung đó nó bay, và cái lúc đó cái tiệm trở nên yên lại. Thì quý vị biết là lý do tại sao, tức là để cho mình thấy một cái điều là trong cuộc sống này mình gặp, nếu như bản thân chúng ta là mình đổ thừa là hôm đó cái tiệm ồn là vì đâu, quý vị sẽ nói làm sao? Cái tiệm nó ồn là tại con bò hung. Chắc chắn ai chúng ta cũng nói hôm nay đi ăn cái tiệm nó ồn ào sùm hết, tại cái con bò hung nó nhảy qua người này, nó nhảy qua người kia, nó bay qua người này, nó bay qua người kia. Chắc chắn chúng ta ai cũng sẽ nói như vậy. Nhưng mà mình quên một điều, cái đó nguyên nhân không phải cái con đó, mà nguyên nhân là do mình không biết tự điều. Cho nên mình học được cái câu là mình nói cái câu mình gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc đời này, mình đừng có phản ứng, mà mình phải ứng phó. Phản ứng với ứng phó nó khác nhau hay giống quý vị? Phản ứng tức là theo bản năng tự nhiên. Nếu mà mình hay sợ, mình gặp cái gì tự nhiên mình la liền. Còn phản ứng, còn ứng phó là gì? Mình dùng cái trí để mình đối với nó, mình đối trị với những cái mà nó đến với cuộc đời mình.
Ví dụ ở nhà hôm đó quý vị, ông vợ nấu cơm bị nhão, cái ông chồng chạy ra chửi sùm, nói bà hôm nay hư chắc là mê phim hoặc là mê nói chuyện, làm gì mà để cơm nhão, tự nhiên hai vợ chồng gây lộn. Cái đó là mình không biết ứng phó, mà mình chỉ phản ứng tự nhiên của dùng bản năng tự nhiên của một con người phàm đầy tham sân si. Cơm nhão là cái ý mình rồi, là sân liền. Còn nếu mình biết ứng phó thì sao? Lúc đó mình nói, ô hôm nay ăn cơm nhão ngon nha, ăn đỡ nhai nè, tự nhiên gia đình sẽ rất vui. Hoặc hôm đó người người vợ lỡ nấu miếng canh mặn, mình nói lâu lâu ăn mặn bữa là cho nó đậm đà. Tự nhiên nó khác liền, cái cách ứng phó nó rất quan trọng. Đó là cải trí, mình biết tự khắc phục mình. Mình đừng bao giờ đổ thừa tại hoàn cảnh. Ví dụ quý vị đi đâu nói tới chỗ đó, trời ơi hàng xóm sao ồn ào quá, mình đừng đổ thừa hàng xóm. Mà mình phải nghĩ rằng tại mình chưa biết điều phục, mình chưa có khả năng để ứng phó với những cái nghịch cảnh. Cuộc đời này nó nhiều nghịch cảnh lắm quý vị. Nó không phải như nó theo ý mình đâu. Mà nó theo cái duyên, nhân duyên nó xảy ra như vậy là như vậy. Nhưng nếu mình có trí, mình biết chỉ chuyển hóa, mình bước tự điều phục mình, thì chắc chắn công việc nó sẽ nên tốt đẹp. Cho nên quý vị gặp một cái chuyện gì đó, nếu mình ứng xử tốt, cái giữ được cái tình đẹp. Còn quý vị nói gặp cái cô đó, gặp cái ông đó, bữa trước ông chơi xấu tôi, hôm nay gặp lại tôi sẽ chơi lại cho ông biết, chơi lại cho bà biết, tự động tự nhiên nó sẽ sanh ra thù oán. Còn đó là quý vị phản ứng đó, gọi là phản ứng. Ví dụ đang đi vậy, quý vị đi đang chật chật, hai người đụng nhau một cái, một người không có biết tu, không có biết tự điều phục mình, sẽ nói rằng bà đi sao vô duyên, mắt đuôi không thấy đường. Là tự nhiên mình, cái đó là bản năng tự nhiên của một con người, mình còn đầy tham sân giận si mê. Còn nếu một người cải trí, mình có tự điều phục mình có chánh pháp, mình có gột rửa tâm rồi, tự nhiên mình sẽ cười tự nhiên lắm, mình không có một cái phản ứng gì hết, là mình biết mình có tu rồi đó, mình là người có trí. Quý vị đi làm trong tiệm, quý vị làm trong hãng xưởng, quý vị gặp nhiều đúng không? Gặp rất là nhiều, gặp nhiều người khách rất là khó chịu. Vào là đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia, mình nhận không được, mình nói đi tiệm khác ăn đi. Là tự nhiên nó tạo cái sự ác cảm liền. Nhưng đó là một cách đối ứng, cách phản ứng tự nhiên. Nhưng nếu quý vị dùng cái trí để mình điều phục cái những cái dục vọng, những cái tham vọng, những cái hẹp hòi ích kỷ trong lòng của mình, thì tự nhiên lúc đó mình cũng sẽ cười nhẹ nhàng, mình vẫn nhẫn nhịn, thì biết là mình là kẻ trí, mình tu cao rồi. Quý vị cuộc đời này mình gặp nhiều lắm quý vị, gặp nhiều khó khăn lắm, đi gặp rất là nhiều, nhưng mà gặp ông nhất là chồng vợ mà già, quý vị thấy không, sẽ gặp rất là nhiều nhiều cái nghịch, nhưng mà nếu mình nghe mình vẫn cười, mình không sân lên, mình không chửi, không mắng, không giận, không rầy, không la, tức là mình biết ứng phó. Đó là kẻ trí biết tự điều phục mình, đó là biết làm chủ chính mình, đó là được an lạc. Đây là một cái bài học rất là ý nghĩa. Cho nên quý vị nhớ cái câu, mình gặp bất cứ chuyện gì, mình đừng ứng phó, mình đừng phản ứng, mà mình làm gì? Mà ứng phó. Thì cái đó là cải trí. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Quá hay rồi không? Tức là như cái lý của một vấn đề gì, nó có cái lý của nó, thì như cái mình theo cái lý đó, cái tự nhiên cái ý mình tác ra. Tác là tức là mình làm theo ý mình nghĩ theo cái ý mình gặp cái gì đó tự nhiên cái ý mình nảy ra liền. Là như vậy mà ý mình sanh ra. Rồi hôm nay quý vị nhớ hai cái bài học đầu tiên, bốn điều đầu tiên ngài Phật Ca Diếp dạy là gì? Muốn có giàu mà muốn có gia nhân nữa thì phải gì? Vừa bố thí mà vừa hú người khác bố thí, vừa tu vừa hú người khác tu ha, là cái đó là mình có cả hai. Còn mà mình muốn giàu nhưng mà cô độc thì tự mình bố thí thôi, khỏi khỏi mình tự mình tu, không có kêu ai hết. Cho nên nhất có mấy chị mà chở người đi tu dùng là công đức lớn lắm nè. Đó là cũng có, nhưng mà có gia nhân thôi, nhưng mà chưa có tu, chưa có tới thí thì không có được, không có được ấy, nhưng mà chỉ có nhiều người thôi.
mà làm được cả hai thì mới ngon. Thì cái thứ hai là quý vị nhớ, bất cứ gặp chuyện gì trong cuộc đời này, mình nhớ đừng bao giờ phản ứng. Mình kẻ trí là mình không phản ứng, mà mình phải ứng phó. Đó là kẻ trí. Còn nếu mà mình phản ứng, đó giống như thấy con đó, quý vị, phản ứng liền. Nhưng mà mình phản ứng thôi, nhưng mà mình không làm ảnh hưởng người khác. Còn nhiều vị á, làm sao la lên nữa rồi làm rối ren cái đội hình luôn. Là như vậy là gọi là phản ứng thô đó. Còn mà mình biết á, mình làm nhẹ nhàng thôi, âm thầm không ai biết hết. Cái đó mình vẫn có mình, tức là mình ứng phó đó, tức là mình làm nhẹ nhẹ, mình đẩy con muỗi đi thôi. Mình đừng có la lên, còn nhiều người làm cái bốp một cái là tự nhiên nghe tiếng ồn là ai cũng làm ảnh hưởng người xung quanh. Cho nên ở cuộc đời này, ở gia đình, ở xã hội, quý vị gặp rất là nhiều chuyện. Quý vị ứng phó nó như thế nào, đó là cách của một kẻ trí để được cuộc sống được yên yên bình. Quý vị có thắc mắc gì nữa không? Dạ, A Di Đà Phật.